Chương trình Vietface Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Vietface Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietface Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cùng với chương trình này ngày hôm nay. Trước hết thì chúng tôi xin một giây phút để gửi lời cảm ơn của Thanh Thảo rất nhiều. Đã một mình một thân mà lo cát tán nguyên chương trình suốt cả hai tuần lễ, rất là cực nhọc. Trong khi là cô Thanh Thảo cũng đang chuẩn bị để ra mắt một cuốn CD, thưa quý vị. Trong cái thời gian mà phải thu âm và lại phải phát hành đó, nó rất là vất vả. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc cô Thanh Thảo sẽ thành công trong cái chuyến ra mắt CD này tới ha. Và cảm ơn rất là nhiều và đã vất vả. Trở lại cùng quý vị thì chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 8 2023, và sau đây là các bản tin đáng chú ý. Đại sứ Ba Lan tại Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn với đài CNN. Đại bộ thẩm đoàn Georgia nghe trình bày các chứng cứ để có thể truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga thăm viếng nhà báo Ivan Gershkovich trong tù. Tổng thống Biden kêu gọi các đại công ty sản xuất xe hơi tiếp tục hợp tác. Các nhà khảo cổ tại Rome công bố địa điểm Caesar bị đâm nhằm thu hút du khách. Ô nhiễm không khí làm gia tăng nguy cơ bị bệnh mất trí. Một người đàn ông tung tiền từ trên không chỉ để mua vui. Niềm tin vào nền kinh tế của người Mỹ sụt giảm trong mùa hè. Và cuối cùng sẽ là bản tin chứng khoán với chuyên gia tài chính Thanh Thảo. Sau đây là phần tin chi tiết và bản tin đầu tiên sẽ do anh Dũng trình bày. Vâng, thưa quý vị, giống như bản tin buổi sáng chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị về tình hình tại Ba Lan. Ngày hôm nay và ngày mai tại Ba Lan, người ta sẽ có một cuộc diễn hành thật lớn để trình diễn tất cả các khí cụ quân sự đã được sử dụng ở tại đây. Và nó sẽ đánh dấu một cái cuộc diễn binh rất là mạnh vào cái thời gian mà hiện nay đang có những căng thẳng tại khu vực biên giới Belarus và Ba Lan. Họ đang chuẩn bị thực hiện cái ngày quân lực của đất nước, và nó sẽ diễn ra ở tại thủ đô Warsaw, và sẽ thông báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng đã thông báo chính thức là họ sẽ gửi thêm 10.000 quân đến khu vực biên giới với Belarus. Ba Lan là một trong những quốc gia hỗ trợ nhiệt tình nhất trong khối NATO đối với vấn đề Ukraine. Và hiện nay họ cũng lên tiếng báo động về các lực lượng của Wagner, là lực lượng lính đánh thuê đã góp mặt ở tại Nga trước đây. Mà nó nói là hiện nay thì lực lượng này đang trú đóng ở tại Belarus. Và từ đó thì đã có những cái báo động là lực lượng này có thể sẽ gia tăng cái việc tấn công vào các khu vực biên giới đối với Ba Lan. Trả lời phỏng vấn của đài CNN trong ngày hôm nay thì đại sứ Ba Lan ở tại Mỹ, ông Marek Majorowski đã nói: "Trước hết tôi xin xác nhận với các quý vị một điều là tôi vô cùng tự hào khi thấy những hình ảnh những chiếc xe tăng đời Abrams lăn bánh trên đường phố thủ đô Ba Lan trước cuộc duyệt binh ngày mai." Xe tăng Abrams là những cái xe tăng được sản xuất từ Mỹ. Đây là một bằng chứng khác về vấn đề liên minh kiên định của chúng ta, về mối quan hệ cực kỳ bền chặt đã tồn tại, thực sự luôn luôn tồn tại giữa Ba Lan và Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng tôi tin rằng tất cả những người chứng kiến cuộc diễn hành này của chúng tôi biết rằng Ba Lan là quốc gia duy nhất tại châu Âu giáp với ba quốc gia láng giềng, đó là Nga, Belarus và Ukraine. Do đó, quý vị có thể tưởng tượng tình hình địa chính trị trong khu vực gần đây trở nên bất ổn như thế nào. Vì vậy mà chúng tôi đã phải chuẩn bị tinh thần cho những hành động khiêu khích hơn nữa, không chỉ riêng ở Ba Lan mà còn ở Litva và các quốc gia thuộc khối Baltic khác nữa. Vài tuần trước đây thì các nền tảng xã hội tại Ba Lan tràn ngập những hình ảnh giả mạo về việc lính đánh thuê của lực lượng Wagner thâm nhập vào Ba Lan và hoạt động trên đất Ba Lan. Sáng ngày hôm nay, tức là sáng thứ hai, hai đặc vụ của Wagner đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ với cáo buộc là phân phát tài liệu tuyên truyền ở thủ đô Warsaw cùng nhiều thành phố khác. Do đó tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay đang trở nên thực sự rất nhạy cảm theo quan điểm của chúng tôi, không chỉ về mặt can dự chính trị mà còn về mặt quân sự của chúng tôi,
tại khu vực này. Ông nói rằng chúng tôi muốn tránh bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào đối với Liên bang Nga. Chúng tôi không muốn kéo khối NATO vào trong một cuộc chiến tiềm ẩn với Nga, đặc biệt là đối với tình hình hiện nay. Mặt khác, chúng tôi biết rất rõ rằng quân đội Nga đã thể hiện rất thảm hại ở tại Ukraine và không có gì đáng ngạc nhiên khi người Nga quan tâm khá nhiều đến các nỗ lực củng cố khả năng quân sự của chúng tôi, không chỉ ở tại khu vực dọc theo biên giới đối với Belarus mà kể cả đối với vùng đất ngoài khơi, đối với lãnh hải giáp với Kaliningrad của Nga. Ngoài ra thì ông đại sứ Ba Lan Majerovsky cũng nói: chúng tôi có thể mong đợi cả Nga và Belarus vũ khí hóa một cuộc khủng hoảng di cư khác dọc theo biên giới này do Belarus dàn dựng, nhưng lại được xúi dục một cách khá rõ ràng từ Điện Kremlin. Tôi không nghi ngờ gì về việc cả chế độ Lukashenko và Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đe dọa Ba Lan và các quốc gia trong khối NATO. Tất nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc ngoại giao của chúng tôi mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Hiện nay chúng tôi đang theo dõi các cuộc thăm dò đó. Điều duy nhất mà tôi có thể nói với quý vị với tư cách là một nhà ngoại giao là chúng tôi đã nhấn mạnh vào sự cần thiết phải liên tục nói chuyện với các nhà lập pháp Hoa Kỳ, tiếp cận với dư luận Hoa Kỳ để có thể duy trì sự quan tâm một cách sâu sắc nhất đến những gì hiện đang diễn ra tại châu Âu trên chiến trường, cũng như về những nỗ lực ngoại giao của chúng tôi nhằm giúp đỡ và cho phép Ukraine giành được chiến thắng của họ trong cuộc chiến đối với nước Nga. Bản tin kế tiếp liên quan đến tiểu bang Georgia. Đại bồi thẩm đoàn Georgia nghe trình bày chứng cứ và có thể truy tố cựu Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang phải đối mặt với bản cáo trạng thứ tư, lần này là ở tiểu bang Georgia, nơi các công tố viên quận Fulton có thể sớm đưa ra cáo buộc về những nỗ lực của ông ta và nhóm của ông ta nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 tại đó. Một đại bồi thẩm đoàn khu vực Atlanta đã đến tòa hôm nay để nghe trình bày chứng cứ về vụ kiện ông Donald Trump và các đồng minh của ông nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Công tố viên Fannie Willis đã công bố rằng: chúng tôi đã làm việc được 2 năm rưỡi và chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Bà Fannie Willis là luật sư công tố quận Fulton dự kiến sẽ truy tố hơn 10 người trong một vụ án có thể mất tới 2 ngày để trình bày bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn. An ninh đã được tăng cường xung quanh tòa án địa phương khi cựu Tổng thống Trump phải đối mặt với bản cáo trạng thứ tư có thể diễn ra. Ông Trump đã từng nói rằng: chúng tôi không làm gì sai, chúng tôi không bao giờ chấp nhận thỏa thuận nhận tội tại Georgia. Ông Trump đã đả kích cựu phó thống đốc tiểu bang Georgia và cộng tác viên đài CNN là George Duncan, một đảng viên đảng Cộng Hòa, người được cho là sẽ ra trình bày trước đại bồi thẩm đoàn ngày hôm nay. Ông George Duncan đã xác nhận: tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi được đưa ra cho tôi, giống như tôi đã làm trong đại bồi thẩm đoàn đặc biệt. Bất cứ câu hỏi nào trong khả năng tốt nhất của tôi sẽ trả lời các câu hỏi. Ông Duncan từ chối cho biết liệu rằng ông ấy có cảm thấy bị đe dọa hay không, sau khi ông Trump đăng bài viết ngày hôm nay rằng: tôi đang đọc các báo cáo rằng cựu phó thống đốc tiểu bang Georgia Jeff Duncan sẽ làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn quận Fulton. Anh ta không nên làm vậy. Tiếp theo là hàng loạt lời lăng mạ nhắm vào ông Duncan. Ông John Dean đã giải thích đó là một sự đe dọa nhân chứng một cách trắng trợn. Ông ấy đang cố gửi một thông điệp tới ông Duncan để giữ lại thông tin hoặc làm điều gì đó. Ông Trump dường như không thể tự giúp mình. Phần trình bày của đại bồi thẩm đoàn tuần này là đỉnh điểm của cuộc điều tra hình sự kéo dài 2 năm rưỡi liên quan đến cuộc điện đàm mà ông Trump gọi cho ngoại trưởng của tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger. Trong đó ông Trump đã nói: tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn số phiếu mà chúng tôi có. Kèm theo đó là việc gửi những đại cử tri giả đã triệu tập nhằm bỏ phiếu bất hợp pháp cho ông Trump, những hành vi quấy rối nhân viên bầu cử và vi phạm hệ thống bỏ phiếu tại quận Coffee. Các nhân chứng bao gồm cựu dân biểu tiểu bang Đảng Dân Chủ là Bi Nguyễn và cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Jordan làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn hôm nay về các bài thuyết trình đầy âm mưu mà nhóm pháp lý của ông Trump đã đưa ra trước các nhà lập pháp tiểu bang vào tháng 12 của năm 2020. Cựu thượng nghị sĩ Jordan đã nói: bạn biết đấy, họ có tất cả các nhân chứng. Những người cố tình nói với các nhà lập pháp tiểu bang rằng về cơ bản họ có thể chọn đại cử tri và có thể loại bỏ phiếu bầu của hàng triệu triệu người ở tiểu bang Georgia. Và tôi đang ngồi ở đó, tôi nghĩ điều này, chuyện này không thể là thật. Trong khi đó thì ông Gabriel Sterling là một quan chức từ văn phòng bộ trưởng ngoại giao tiểu bang Georgia cũng được nhìn thấy tại tòa án. Ông ấy là người có tiếng nói hàng đầu trong việc bác bỏ những lời dối trá trong cuộc bầu cử của ông Trump trong thời gian thực hồi năm 2020. Ông Gabriel Sterling xác định vào lúc đó rằng không có bằng chứng về một âm mưu, không có bằng chứng về một băng đảng, hơn hết là sự cố gắng thay đổi kết quả một cuộc bầu cử.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, bà Lynn Tracy vào ngày hôm nay thứ Hai đã có chuyến thăm lần thứ ba đến phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, người đã ngồi sau song sắt tại Nga kể từ tháng 3 vừa rồi với các cáo buộc gián điệp. Bà Tracy đã đến thăm Gershkovich lần cuối vào đầu tháng 7. Bản tin đặc biệt đã được đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo. Qua phỏng vấn thì bà đại sứ Tracy nói rằng phóng viên Evan đã có vẻ ngoài rất khỏe mạnh và vẫn mạnh mẽ, bất chấp hoàn cảnh rất khó khăn của ông ấy. Các quan chức đại sứ quán sẽ tiếp tục cung cấp mọi sự hỗ trợ phù hợp cho Evan và gia đình của anh ấy. Và chúng tôi hy vọng chính quyền Nga sẽ tiếp tục cung cấp quyền tiếp cận lãnh sự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedan Patel đã cho biết như trên. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga cần trả tự do ngay lập tức cho Evan Gershkovich, cũng như là công dân Hoa Kỳ Paul Welland đã bị giam giữ một cách sai trái, ông nói. Welland bị bắt vào hồi năm 2018 và năm 2020 bị kết án 16 năm tù vì tội gián điệp. Công dân Hoa Kỳ, 31 tuổi Gershkovich đã bị bắt tại thành phố Yekaterinburg khi đang trong chuyến đi đưa tin đến Nga. Anh ta và Washington Post đã lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc từ phía chính quyền Nga, và chính phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố là phóng viên Gershkovich đã bị giam giữ một cách sai trái. Việc mà ông bị bắt đã khiến cho các nhà báo tại Nga lo lắng, nơi mà nhà chức trách không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho các cáo buộc liên quan đến vấn đề gián điệp của họ đối với những cá nhân. Gershkovich hiện nay đang bị giam giữ tại nhà tù Lefortovo tại Moscow, nơi nổi tiếng với sự điều kiện khắc nghiệt. Ông là phóng viên người Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc gián điệp tại Nga kể từ tháng 9 năm 1986, khi mà Nicholas Danilov, là phóng viên Moscow của US News and World Report, đã bị lực lượng KGB bắt giữ vào thời gian đó. Danilov đã được trả tự do 20 ngày sau đó để đổi lấy một nhân viên của phái bộ Liên Xô vào lúc đó tại Liên Hiệp Quốc, người đã bị FBI bắt giữ cũng với tội gián điệp. Tổng thống Biden kêu gọi thỏa thuận giữa các nhà sản xuất xe hơi và công đoàn. Chỉ còn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng của nghiệp đoàn công nhân ngành xe hơi United Auto Workers, viết tắt là UAW, với ba nhà sản xuất xe hơi lớn của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Biden đang cân nhắc về hành động của mình. Ông đã đưa ra một tuyên bố mới hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 8, kêu gọi cả hai bên hãy làm việc cùng nhau để đạt được một thỏa thuận công bằng một tháng trước thời hạn quan trọng của các cuộc đàm phán về lao động. Tòa Bạch Ốc đã theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán. Hai bên được cho là cách xa nhau về điều kiện trong các cuộc đàm phán của họ. Công đoàn đang yêu cầu tăng lương đáng kể ít nhất là 40% để phù hợp với mức tăng lương mà các giám đốc điều hành của các hãng Ford, General Motors và Stellantis đã nhận được trong 4 năm qua và đảo ngược các nhượng bộ trước đây của công đoàn. Công đoàn cho biết họ đang lập kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu cho phép 150.000 thành viên đình công. Ba hợp đồng giữa UAW và General Motors, Ford và Stellantis là công ty xe hơi và xe bán tải mang nhãn hiệu Dodge, Ram và Chrysler sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 9. Tuần trước, công đoàn đã từ chối lời đề nghị gần đây nhất từ Stellantis là ném một bản sao của phiếu mua hàng vào thùng rác trong một video dành cho thành viên. Và kết quả bỏ phiếu cho phép đình công tại cả ba công ty được dự kiến sẽ sớm được công bố. Công đoàn cho biết như vậy hôm thứ Hai. Theo truyền thống thì UAW sẽ chọn một trong ba công ty đi trước và tạm dừng hai công ty còn lại trong khi tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận. Rồi sau đó, liên minh sẽ thúc đẩy điều tương tự từ hai nhà sản xuất xe hơi còn lại như là một phần của mô hình hoạt động của họ. UAW đang thúc đẩy một loạt các yêu cầu tích cực trên bàn đàm phán và chỉ trích sự hỗ trợ tài chính của chính quyền Biden cho việc chuyển đổi sang xe điện, cho rằng chính quyền Biden đã ủng hộ quá mức kế hoạch của các nhà sản xuất xe hơi đối với các nhà máy pin của xe điện. Du khách đến Rome trong thời gian sắp tới sẽ có một cách mới để tiếp cận gần hơn đối với lịch sử của Ý nhờ một lối đi bộ trên cao, và hoàn toàn mới sẽ dẫn đưa du khách đến nơi mà đại đế Julius Caesar đã bị bắt hại trước đây. Quảng trường Largo Argentina, nơi diễn ra vụ ám sát khét tiếng năm 44 trước công nguyên, mở cửa cho công chúng trong tuần lễ này, theo lời thị trưởng của Rome. Lối vào mới vào nơi này là một loạt các lối đi có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm đã được tài trợ bởi nhà kim hoàng Bulgari. Hãng tin AP đã đưa tin này. Thật vui khi có thể trả lại cho người La Mã và khách du lịch khu vực linh thiêng Largo Argentina với tất cả các vẻ đẹp của nó. Thị trưởng Roberto Gualtieri đã viết trong một bài đăng trên Facebook,
và gọi địa điểm này là một viên ngọc quý thực sự đã được tạo nên từ lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Ý. Nó nép mình trong trung tâm thành phố của chúng tôi. Ông Gualtieri cho biết thêm, du khách sẽ có thể hòa mình vào lịch sử nước Ý theo đúng nghĩa đen của nó bằng cách đến thăm bức tượng Curia of Pompeo, nơi mà Caesar đã bị giết cùng với tàn tích của 4 ngôi đền. Các lối đi có thể tiếp cận được dễ dàng. Với cả xe lăn và xe đẩy thì các du khách cho dù có ngồi trên các phương tiện này cũng có thể đến cái nơi này một cách dễ dàng. Hãng tin AP lưu ý rằng để đến khu di tích thì du khách có thể đi xuống bằng cầu thang bộ hoặc sử dụng thang máy, và cái giá vé vào cửa có thể sẽ là từ khoảng 5 euro, tức là khoảng 5 đồng 50 sen tiền Hoa Kỳ. Di tích này sẽ được mở cửa hàng ngày từ thứ hai và một số ngày lễ. Hiện nay thì vé đã bắt đầu có sẵn để có thể đặt mua trước ở trên các trang mạng du lịch. Trước đây thì địa điểm cổ xưa này chỉ có thể nhìn thấy khi chúng ta đứng từ đường phố nhìn vào với một khoảng xa, và đó nằm trên một khu đất cao hơn so với các ngôi đền lần đầu tiên đã được khai quật vào những năm 1920, như một phần trong kế hoạch của nhà độc tài Benito Mussolini nhằm thay đổi cảnh quan của thành phố Rome, theo các dịch vụ đã cho biết như thế. Thị trưởng của Rome, ông Gualtieri cũng cho biết trong bài đăng của mình, chúng tôi tiếp tục theo cách này để có thể nâng cao và làm cho di sản văn hóa vĩ đại của Rome ngày càng phong phú và hấp dẫn, không bao giờ hết ngạc nhiên thích thú với các kho báu và những điều kỳ diệu của nó vẫn còn đang được khám phá. Ngoài địa điểm mới tiếp cận được thì Rome được biết đến với những tàn tích cả từ phía trên mặt đất và dưới mặt đất. Khách du lịch có thể tham quan rất nhiều thứ từ những khu chung cư cổ kính bên dưới đài phun nước Trevi nổi tiếng của thành phố, cho đến hệ thống dẫn nước vẫn đang hoạt động dưới tầng hầm của một cửa hàng bách hóa nổi tiếng tại Rome. Nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy những người sống hoặc là làm việc tại các khu vực của Hoa Kỳ có mức độ ô nhiễm không khí cao thì có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Cho biết đây là một cuộc nghiên cứu đại diện quốc gia đầu tiên về tác động tiềm ẩn của ô nhiễm hạt đối với chứng mất trí nhớ ở Hoa Kỳ và mối liên hệ với chứng mất trí nhớ mạnh mẽ nhất ở những khu vực bị ô nhiễm từ ngành nông nghiệp và nạn cháy rừng. Các tác giả nghiên cứu hơi, nông nghiệp, đường không, trải nhựa, công trường xây dựng cũng như nạn cháy rừng. Hầu hết các nghiên cứu trước đây về vấn đề này chủ yếu xem xét ô nhiễm hạt từ nhiên liệu hóa thạch. Nhưng trong cuộc nghiên cứu mới, một người đàn ông đã kể chuyện với đài KCCI nhưng không muốn nêu danh tính của mình. Ngoài việc nói rằng ông ta đã lớn lên ở khu vực phía đông của Des Moines, ông đã làm một cái hành động mà rất nhiều người đã hâm mộ, đó là khi đang đi trên một chiếc xe treo thì đã dùng một số tiền khoảng 100 Mỹ Kim mà gồm các đồng 1 đô la và thả rơi nó xuống trong lúc là những người đi tham dự hội chợ đang đứng phía dưới. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là chiếc xe treo này đang chạy ở trên các cái khu vực bầu trời của hội chợ này. Và người đàn ông đã cầm những tờ bạc 1 đồng để rải xuống dưới mặt đất và nhiều thanh niên ở phía dưới đã chạy theo để nhặt những cái đồng tiền này. Một số người từ đám đông tại Eastside Night đã hối hả nhặt những gì mà họ có thể khi những tờ giấy tiền đang rơi xuống đất. Andy Barnes đang đứng ở tại Grand Conference chộp được 1 đồng đô la từ trên trời rơi xuống và cô ấy nói: "Đột nhiên tôi thấy người đàn ông ngồi trên chiếc xe đẩy này đã lấy ra một xấp tiền mặt và bắt đầu làm mưa làm gió từ trên trời xuống." Một người khác thì đã nói rằng chúng tôi cho biết rằng ông ta đã làm việc này trong các cái hội chợ kỳ trước và cho biết là ông ta sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục làm như thế này nữa với một cái mục đích duy nhất là mang lại một niềm vui nhỏ bé cho mọi người. Mọi người có thể nhặt được một vài đồng Mỹ Kim và có thể có một ly kem hoặc là một cốc cà phê trong cái lúc đang đi dạo tại hội chợ. Và đó là cái niềm vui của ông ấy. Đơn giản vậy thôi. Một đồng thì chắc khó mua ly cà phê hoặc ly kem lắm anh. Nó phải ráng lượm. Nhưng mà may mắn thì được. Đồng may mắn thì được. Cái xe treo đó nó giống những cái xe treo mà trên những nơi trực tuyết đó. Và mùa hè người ta không có tuyết thì người ta cũng có những cái sinh hoạt như vậy. Mà vui. Cái đấy là bản tin về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào nền kinh tế đã giảm trong mùa hè năm nay. Một bản báo cáo mới cho thấy người Mỹ đang trở nên bi quan hơn về nền kinh tế Hoa Kỳ. Thước đo tâm lý người tiêu dùng của trường đại học Michigan đã giảm 4% trong khoảng thời gian từ tháng này đến tháng trước. Đó là bất chấp sự gia tăng niềm lạc quan trong mùa hè, sau 2 tháng liên tiếp mà niềm tin ngày càng tăng. Lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng có xu hướng đi cùng nhau,
và giá xăng đã tăng trong những tuần gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng của tháng 7 tăng 2% so với tháng 6. Nhà kinh tế trưởng của khoa kinh tế học ở Oxford cho biết người Mỹ thậm chí có thể sẽ trở nên kém lạc quan hơn trong tương lai gần. Tâm lý người tiêu dùng đã tăng lên trong suốt mùa hè chủ yếu là do lạm phát chậm hơn và đã thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục hồi năm ngoái vào thời điểm này. Kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát trong năm tới sẽ giảm xuống mức 3.3% từ mức 3.4% trong lần báo cáo trước đây. Giá xăng, chỉ số lạm phát dễ thấy đối với những người tiêu dùng, đã tăng trong những tuần lễ gần đây và điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý trong tương lai. Chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, đã tăng 3.2% trong tháng 7 so với một năm trước đó, tăng từ mức tăng 3% hàng năm của tháng 6, mặc dù áp lực giá cơ bản tiếp tục giảm bớt. Ryan Sweet là nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại Oxford Economics đã viết trong một bản báo cáo phân tích rằng thước đo niềm tin của người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống trong tháng 8, nhưng có khả năng sẽ giảm hơn nữa vì giá xăng bán lẻ tăng gần đây. Giá xăng tăng làm tăng chi phí kinh tế và chúng có thể leo thang nhanh chóng. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong những tháng tới thì điều đó có thể sẽ là tin tốt cho tâm lý người tiêu dùng. Nghiên cứu gần đây từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang của San Francisco, California lập luận rằng lạm phát về gia cư đã giảm đáng kể, đạt mức 0% vào năm 2024, sau đó sẽ chuyển sang âm số vào nửa cuối của năm. Tuy nhiên, người tiêu dùng phải đối mặt với việc tiếp tục phải trả nợ học vào cuối năm nay và điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý và ngân sách của các gia đình. Và như thường lệ, cuối cùng là tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán tăng vào ngày thứ hai nhờ sự phục hồi của cổ phiếu chip điện tử và các công ty công nghệ. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa cao hơn 7.1%, đánh dấu bước ngoặt của công ty khổng lồ chip điện tử này sau khi đã bị bán tháo giảm 8.5% vào tuần trước. Cổ phiếu đã tăng sau khi Morgan Stanley nhắc lại Nvidia là lựa chọn hàng đầu dựa vào lợi tức. Các cổ phiếu chip điện tử khác cũng tăng vọt với VanEck Semiconductor ETF tăng 3%, mặc dù vẫn giảm hơn 6% trong tháng 8. Những điều này diễn ra khi chứng khoán phải chật vật để duy trì đợt tăng giá năm 2023 vào cuối mùa hè. Hồi tuần trước, S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0.3% và 1.9%. Đó là chuỗi thua lỗ kéo dài 2 tuần đầu tiên trong năm 2023 của Nasdaq. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones tăng 0.6% trong tuần tích cực thứ tư trong năm. Và tuần này, thị trường có thể được thúc đẩy bởi thông tin chi tiết về tình trạng của người tiêu dùng Hoa Kỳ với các báo cáo lợi tức từ Home Depot, Target và Walmart. Dữ liệu doanh số bán lẻ từ tháng 7 cũng sẽ được công bố vào sáng thứ ba. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 26.23 điểm, tương đương với 0.07%, kết thúc ở mức 35.307.63. Chỉ số S&P 500 tăng 25.67 điểm, tương đương với 0.58%, kết thúc ở mức 4.489.72. Và chỉ số Nasdaq tăng 143.48 điểm, tương đương với 1.05%, kết thúc ở mức 13.788.33. Giá vàng giảm 7.50 Mỹ Kim, tương đương với 0.39%, đóng cửa ở mức 1.939.10 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 72 xu, tương đương với 0.87%, và đóng cửa ở mức 82.47 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hãng BMC cho ra đời loa kéo, loa sách tay với âm thanh sóng động cực đỉnh, duy nhất trên thị trường, không có loa nào so sánh được. Công suất 3.900W có Bluetooth Optical Reverse, hệ thống chống hú, kết nối hai loa với hai microphone để nghe tiếng hát cùng lúc. Chỉ có loa BMC S19 được như thế. Loa thiết kế nhỏ gọn đẹp sang trọng, có thể mang đi khắp nơi. Mixer karaoke và hai microphone không dây sale 599 đồng, hỗ trợ kỹ thuật qua FaceTime, gửi 48 tiểu bang Hoa Kỳ, có đủ loại size bản neon và led cho tiệm nail. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Sữa hạt Supernut Vinamilk, sữa chứa loại đậu đã có tại Mỹ và các chợ Á Châu, công hiệu rất tốt cho sức khỏe.
người già và trẻ em đều dùng được. Tăng năng lượng làm việc trong ngày, bổ cho xương calcium và vitamin D3, bổ cho mắt vitamin A. Supernut Vinamilk.